những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua. Giáo hoàng Francisco có khả năng sẽ gặp Tổng thống Ukraine vào ngày mai. Phòng không Ukraine bắn hạ khoảng 90% tên lửa hành trình của Nga, Kiev đã được bảo vệ. Mỹ nghi ngờ Nam Phi cấp vũ khí cho Nga. Nước NATO đầu tiên công bố ý định viện trợ chiến đấu cơ cho Kiev. Dồn dập phản công, Ukraine chọc thủng phòng tuyến, giành vị trí của quân Nga ở Bakhmut. Điện Kremlin bất ngờ thừa nhận chiến dịch của Nga ở Ukraine rất khó khăn. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Anh Sa mến chào quý khán thính giả đang xem chương trình tin tức trên kênh HTD News. Kính chúc quý vị một ngày bình an và thật nhiều sức khỏe. Mở đầu chương trình tin tức hôm nay sẽ là nội dung đáng chú ý sau đây. Giáo hoàng Francis có khả năng sẽ gặp Tổng thống Ukraine vào ngày mai. Kính thưa quý vị, theo ANSA của Ý, Giáo hoàng Vatican có thể gặp Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky vào ngày mai, tức là ngày 13 tháng 5, khi Tổng thống có chuyến công du đến Ý. Đây không phải là cuộc gặp chính thức, mà là tiếp đón như một vị khách. Tờ báo cũng cho biết đây là giả thuyết, chưa phải kế hoạch chính thức. Theo kế hoạch công du gặp gỡ các nguyên thủ quốc gia châu Âu, thì ông Zelensky sẽ có mặt ở Ý vào ngày 13 tháng 5. Nguồn tin của Vatican nói với ANSA, có khả năng là Đức Giáo Hoàng sẽ gặp Tổng thống Ukraine vào thứ Bảy và nói đó là một giả thuyết và do đó không có xác nhận chính thức nào về thời gian và địa điểm của cuộc gặp có thể xảy ra này. Bình luận về tin này, Tasvik, trong quá khứ, cả Giáo hoàng Francisco và các giáo chức cấp cao của Vatican đều đã nhiều lần nói rằng họ sẵn sàng đóng vai trò trung gian trong việc giải quyết vấn đề Ukraine. Giáo hoàng đã bày tỏ sẵn sàng đến Kiev với điều kiện là ông cũng sẽ đến thăm Moscow. Ông cũng bày tỏ mong muốn được nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, Điện Kremlin chỉ ra rằng họ không nhận được thông tin nào về vấn đề này qua các kênh chính thức. Phòng không Ukraine bắn hạ khoảng 90% tên lửa hành trình của Nga, Kiev đã được bảo vệ. Kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2023, quốc gia xâm lược Nga đã bắn 67 tên lửa hành trình và 114 máy bay không người lái vào Ukraine, trong đó chỉ có 7 tên lửa và 11 máy bay không người lái không bị lực lượng phòng vệ bắn hạ và không có chiếc nào đánh trúng Kiev. Tờ Washington Post đã viết về điều này vào ngày 11 tháng 5, trích dẫn dữ liệu từ lực lượng không quân Ukraine. Ấn Phẩm lưu ý rằng, với sự trợ giúp của vũ khí phương Tây và kinh nghiệm ngày càng tăng, phòng không Ukraine đã đạt được những bước tiến lớn trong 14 tháng qua, bảo vệ cơ sở hạ tầng của đất nước và cuộc sống của người dân, đồng thời ngăn chặn những kẻ chiếm đóng giành được ưu thế trên không. Điều rất quan trọng đối với bối cảnh của cuộc phản công dự kiến của Ukraine. Sau khi chuyển giao các hệ thống phòng không mới của phương Tây vào tháng 10 và tháng 11 năm ngoái, cùng với sự gia tăng sức mạnh quân sự ở Ukraine, vào tháng 12, người ta nói rằng nước này có thể đánh chặn khoảng 80% tên lửa hành trình của Nga. Hiện tại, con số này đang đạt gần 90%. Lữ đoàn trưởng Bộ Chỉ huy Phòng không Trung tâm nói với The Washington Post. Đồng thời, các hệ thống phòng thủ xung quanh Kiev đã bắn hạ 100% tên lửa của lực lượng chiếm đóng bắn vào thủ đô kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2023. Ông nói thêm, theo lời nhà quân sự, Kiev đã được bảo vệ. Ngoài ra, vào ngày 6 tháng 5, Tư lệnh lực lượng không quân Ukraine Mykolai Olesuk xác nhận rằng trong một cuộc tấn công đêm ngày 4 tháng 5, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ một tên lửa siêu thanh Kh-47 Kimso trên bầu trời khu vực Kiev, được bắn từ lãnh thổ của quốc gia xâm lược Liên bang Nga bởi một chiếc MiG-31K. Mỹ nghi ngờ Nam Phi cấp vũ khí cho Nga. Trao đổi với truyền thông vào hôm ngày 11 tháng 5, Đại sứ Mỹ Robin Brigadier II cáo buộc Nam Phi cung cấp vũ khí và đạn dược cho một tàu chở hàng của Nga bị trừng phạt vào cuối năm ngoái. Đại sứ Mỹ tại Nam Phi nói, trong số những điều chúng tôi ghi nhận là việc tàu chở hàng của Nga mang tên Lady R cập cảng tại căn cứ hải quân Simonov từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12 năm 2022. Chúng tôi tin chắc rằng đã chuyển vũ khí và đạn dược lên con tàu đó trước khi nó quay trở lại Nga. Ông nói, việc cấp vũ khí cho Nga là rất nghiêm trọng và chúng tôi không coi vấn đề này đã được giải quyết. Sự hiện diện của con tàu chở hàng bí ẩn Lady R đã gây ra nhiều đồn đoán khi nó cập cảng tại căn cứ hải quân ở Simontown gần Cape Town vào tháng 12 năm ngoái. Các tàu chở hàng thường xuyên cập cảng dân sự ở Cape Town chứ không phải ở căn cứ hải quân. Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Lady R vào danh sách trừng phạt vào tháng 5 năm ngoái vì cáo buộc tàu này vận chuyển vũ khí. Phía Nam Phi gọi những cáo buộc từ phía Washington là đáng thất vọng và cảnh báo rằng những nhận xét đó làm suy yếu tinh thần hợp tác và quan hệ đối tác giữa các quan chức chính phủ Mỹ và Nam Phi đang thảo luận về vấn đề này. Văn phòng Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cuối ngày 11 tháng 5 tuyên bố chưa có bất cứ bằng chứng nào cho những lời cáo buộc trên được đưa ra. Chính phủ Nam Phi dự kiến sẽ lập ra một nhóm điều tra độc lập về việc này. Tuyên bố cho hay, trong các cuộc gặp gần đây giữa phái đoàn Nam Phi và các quan chức Mỹ, vấn đề liên quan tới tàu Lady R đã được thảo luận. Các bên đã thỏa thuận rằng một cuộc điều tra sẽ được tiến hành và các cơ quan tình báo Mỹ sẽ cung cấp bất cứ bằng chứng nào mà họ sở hữu cho Nam Phi. Khi được hỏi vì sao Nam Phi phải mở cuộc điều tra về một hoạt động diễn ra ở chính căn cứ quân sự của nước này, phát ngôn viên của Tổng thống Ramaphosa, ông Vincent Magwanya giải thích, các cơ quan tình báo Mỹ cho biết họ có bằng chứng và họ sẽ chỉ cung cấp cho chúng tôi thông qua một cuộc điều tra đáng tin cậy. Chúng tôi xem xét các cáo buộc một cách nghiêm túc và chúng tôi muốn có tiếng nói độc lập, đáng tin cậy để nắm được sự thật. Nếu không, hai bên có nguy cơ phải đối mặt với một loạt cáo buộc và phủ nhận qua lại và điều này sẽ không hữu ích cho mối quan hệ song phương của chúng ta. Trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, Nam Phi vẫn thể hiện quan điểm trung lập và kêu gọi các bên đối thoại tìm giải pháp hòa bình. Thành viên nước NATO đầu tiên công bố ý định viện trợ chiến đấu cơ cho Kiev. Cộng hòa Séc thông báo sẽ chuyển giao 2 khẩu đội tên lửa phòng không Curve cho Ukraine, đi kèm với cân nhắc viện trợ máy bay chiến đấu L-159. Tổng thống Cộng hòa Séc, ông Petr Pavel thông báo nước này đang chuẩn bị chuyển giao cho Ukraine 2 khẩu đội hệ thống phòng không 2K12 Cup cùng một số tên lửa đi kèm. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang tăng cường tiềm lực quân sự trong bối cảnh cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Ông Petr Pavel nhấn mạnh rằng Ukraine có thể ngay lập tức vận hành các tổ hợp Cup được cung cấp bởi vì họ có các chuyên gia được đào tạo để làm việc với loại thiết bị quân sự này. Cần lưu ý rằng 2K12 Cup là biến thể đời trước của hệ thống 9K38B11 mà quân đội Ukraine có rất nhiều trong biên chế. Với những chiến công lập được trên chiến trường Trung Đông, tổ hợp Cup đã nhận biệt danh 3 ngón tay thần chết vì số lượng đạn đánh chặn trên mỗi xe mang phóng tự hành là 3 quả. Mặc dù đã cũ, nhưng các tổ hợp Cup vẫn tỏ ra hữu ích đối với quân đội Ukraine trong tình cảnh hiện nay, đặc biệt khi chúng có thể được Ba Lan hiện đại hóa để phóng tên lửa AIM-7 Sparrow mà Mỹ đã cam kết viện trợ. Trước đó, Cộng hòa Séc đã chuyển giao cho Ukraine khoảng 100 xe tăng chiến đấu chủ lực T-72M1 cùng khá nhiều xe bọc thép, cũng như một khối lượng đáng kể đạn dược. Đây là một trong những nhà tài trợ vũ khí lớn nhất của chính quyền Kiev kể từ khi chiến sự nổ ra. Tổng thống Petr Pavel còn lưu ý rằng Cộng hòa Séc có thể cung cấp các gói viện trợ bổ sung không chỉ từ nguồn dự trữ quốc gia của mình mà còn từ kho của các nước thứ ba. Không chỉ có vậy, Prager bày tỏ sẵn sàng xem xét khả năng chuyển giao máy bay L-159 cho lực lượng vũ trang Ukraine. Loại chiến đấu cơ này có thể được sử dụng để hỗ trợ hỏa lực trên không. Đây là diễn biến đáng chú ý bởi chưa có một quốc gia NATO nào khác công khai ý định cung cấp máy bay chiến đấu cho không quân Ukraine. Dồn dập phản công, Ukraine chọc thủng phòng tuyến, giành vị trí của quân Nga ở Bakhmut. Lực lượng Ukraine tích cực phản công ở Bakhmut, trong khi lãnh đạo Wagner thừa nhận Nga đang mất dần các khu vực ở thành phố này. Theo trang tin Avia.pro, các phóng viên chiến trường Nga đưa tin về việc quân đội Ukraine tăng cường tấn công theo hướng Bakhmut. Theo dữ liệu do các phóng viên chiến trường Nga Alexander Simonov và Yuri Kotenkov cung cấp, quân đội Ukraine đang phản công theo hướng khu định cư Klashchivka và Yagodnoy. Phóng viên chiến trường Kitson cho biết tin tức không mấy tốt lành tiếp tục gửi đến từ hướng Bakhmut. Tính đến 17 giờ 50 phút theo giờ Moscow, các vị trí ở hai bên sườn đã bị mất. Phóng viên chiến trường Alexander Simonov trích dẫn thông tin tương tự, nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang chuyển sang các hành động phản công. Simonov cho biết thêm, các đơn vị thuộc Lữ đoàn Súng trường Cơ giới số 4 của lực lượng vũ trang Nga đã rời khỏi vùng lãnh thổ phía tây nam Ivanovsky rộng tới 3,5 km. Các đơn vị của Lữ đoàn Súng trường Cơ giới số 4 và Lữ đoàn Súng trường Cơ giới hóa số 374 cũng rời khỏi vị trí của họ tại thành trì của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía tây bắc Ledyivka. Ngoài ra, đối phương nỗ lực đột phá về phía đông của Bogdanovka. Người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Nga Wagner, Yevgeny Prigozhin, hôm 11 tháng 5 tiếp tục thừa nhận các khu vực nơi các chiến binh Wagner từng gánh chịu tổn thất nặng nề để giành quyền kiểm soát xung quanh thành phố Bakhmut hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Ukraine. Ông Prigozhin thông báo trên Telegram, tình hình ở sườn phía Tây đang diễn biến theo kịch bản tồi tệ nhất được dự đoán. Những vùng lãnh thổ mà các đồng đội của chúng tôi đã phải đánh đổi bằng máu và sinh mạng để mỗi ngày tiến thêm hàng chục hoặc hàng trăm mét trong nhiều tháng. Bây giờ gần như bị bỏ rơi mà không có bất kỳ cuộc giao tranh nào của những người đáng lẽ ra phải trấn giữ hai bên sườn của chúng tôi. Theo một blogger quân sự nổi tiếng của Nga trong khu vực, nhiệm vụ bảo vệ các sườn xung quanh Bakhmut đã được giao cho các lực lượng chính quy của Nga, trong khi Wagner củng cố sự hiện diện của mình trong thành phố. Một chỉ huy Ukraine ở khu vực Bakhmut hôm 10 tháng 5 cho biết, các đơn vị Ukraine đã tấn công vào sườn của quân đội Nga và đối phương đã rút lui. Tuy nhiên, Taras Derzhak thuộc nhóm chiến thuật Kabarska-Chik nói với Radio Liberty rằng tình hình vẫn rất khó khăn, căng thẳng và đôi khi mất kiểm soát. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, các lực lượng Ukraine có khả năng đã tiến hành các cuộc phản công thành công với quy mô hạn chế ở phía bắc Romov, ngay phía tây Bakhmut và phía tây bắc Bilahora, tây nam Bakhmut và đạt được những tiến bộ nhỏ ở những khu vực này. Người đứng đầu tổ chức quân sự tư nhân Nga, Wagner, gần đây thông báo lực lượng Wagner đã kiểm soát 95% diện tích Bakhmut và sẽ rút quân khỏi Bakhmut sau nhiều tháng tham chiến cùng quân đội Nga. Lý do ông Prigozhin đưa ra đó là Wagner không được cung cấp đầy đủ đạn dược, khiến họ chịu tổn thất lớn ở Bakhmut. Politico dẫn hai nguồn tin quan chức cấp cao của Mỹ cho biết lực lượng Wagner vẫn chiến đấu ở Bakhmut và chưa có dấu hiệu rút quân. Các nguồn tin cho rằng Wagner không có ý định rút quân và mục tiêu của ông chủ Wagner chỉ đơn thuần là kích động phản ứng của Moscow và buộc Bộ Quốc phòng Nga gửi thêm vũ khí. Điện Kremlin bất ngờ thừa nhận chiến dịch của Nga ở Ukraine rất khó khăn. Hãng thông tấn TASS trích dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine hiện rất khó khăn, nhưng Moscow sẽ tiếp tục chiến dịch và sẽ đạt được các mục tiêu đã đề ra. Ông Peskov nói thêm trong cuộc phỏng vấn hôm 10 tháng 5 với một đài truyền hình Bosnia rằng Nga đã thành công trong việc gây thiệt hại nghiêm trọng cho bộ máy quân sự của Ukraine và công việc này sẽ tiếp tục. Quân đội Nga đã tấn công Ukraine vào tháng 2 năm 2022 và ban đầu đã giành kiểm soát một lượng lớn lãnh thổ nước láng giềng. Nhưng các lực lượng của Kiev đã phản công, đẩy lùi quân Nga khỏi nhiều khu vực vào năm ngoái và hiện đang lên kế hoạch cho một cuộc phản công lớn khác. Các quan chức phương Tây ước tính hơn 200.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương. TASS dẫn lời ông Peskov cho biết cuộc xâm lược vẫn tiếp diễn. Đây là một hoạt động rất khó khăn và tất nhiên một số mục tiêu nhất định đã đạt được trong một năm qua. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Ukraine vẫn tiếp tục nã pháo vào các khu vực phía đông của nước này do Nga kiểm soát và ông Peskov cho rằng điều này chứng tỏ Moscow cần phải tiếp tục cuộc chiến và đẩy lùi các lực lượng thân Kiev. Quý vị thân mến, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi vào hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.